tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe 5 chỗ ở cái phân khúc SUV crossover quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Venza phiên bản nhập Mỹ quý vị và các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết tại thị trường Việt Nam thì những năm 2011 đang được nhập khẩu tự do ấy, thì được phân phối ở thị trường Việt Nam là hai dòng Toyota Venza, đó là dòng 2.7 và dòng 3.5. Ở mỗi dòng 2.7 hoặc 3.5 đều phân ra những cái phiên bản đủ, phiên bản thiếu, hoặc là những cái phiên bản một cầu hoặc là phiên bản hai cầu. Thì ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Venza này đây, ở cái phiên bản 2.7 số tự động hai cầu AVKD các bạn nhé, tức là 4 bánh toàn thời gian. Và ở cái phiên bản đủ, những chiếc xe ở phiên bản đủ được trang bị option đầy đủ, ví dụ như là khóa thông minh, đề nổ, start top, điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ nóc đằng trước và panorama đằng sau, tức là hai cửa nóc đấy ạ, và loa JBL, nội thất da cao cấp, ghế điện này, sấy ghế quý bạn nhé. Đấy, option thì rất là nhiều quý vị các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, tức là sản xuất cuối năm 2009, nhập khẩu về Việt Nam, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 6.2 vạn dặm quý bạn nhé. 6.2 vạn dặm tính ra là công tơ mét khoảng 10 vạn km rồi quý bạn ạ. Đấy, và biển Hà Nội, biển số rất là đẹp đây quý bạn này, 30H20433, tức là mãi không tử bất tử đấy ạ. Và 33 là song tài quý bạn nhé, biển kép, biển 33 quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 590 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Venza 2009 phiên bản 2.7 số tự động 2 cầu này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về cái phần nước sơn cũng như là về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe quý bạn nhé. Đây là về cái phần nước sơn màu đen, rất là đẹp, rất là mới, rất là bóng luôn quý vị các bạn nhé. Từ những năm 2009 đến bây giờ, tính ra là chiếc xe này cũng đã lăn bánh và sử dụng được 12 đến 13 năm rồi các bạn ạ. Nhưng rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Vì chiếc xe này không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn về phần bên ngoài nước sơn, đây là cái phần bên sườn bên lái các bạn nhé, rất là phẳng. Đấy, cái phần nền rất là phẳng luôn. Và cái nước sơn zin nguyên bản của xe thì còn rất là nhiều quý bạn ạ. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn ạ. Đấy, chúng tôi mua về thì tuy nó cũng có xước sát, cũng rất là nhỏ thôi các bạn ạ. Phải nhìn tinh vào cái phần này thì mới nhìn được những cái vết xước rất là nhỏ này. Phải quay thật sát vào thì mới thấy được quý vị bạn nhé. Vì những chiếc xe chạy ở đường Hà Nội thì không thể tránh được những cái việc là va chạm, xước sát nhỏ nhẹ quý vị bạn nhé. Đấy, chúng tôi mua về thì chúng tôi cũng đã đem chiếc xe này đi đánh bóng thôi, chứ không có sơn lại quý vị bạn ạ. Chưa phải sơn lại đâu ạ, vì chủ xe cũng đã sơn một vài chỗ rồi. Tuy nhiên là sơn một vài chỗ nhưng cái phần nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều này. Ví dụ như là cái phần nóc này, phần tai này, phần cabo và đằng sau thì cốp sau rồi hông còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Cái phần nắp cabo này cũng sơn zin nguyên bản cho nên là rất là mới, rất là bóng đây quý bạn này. Đấy, nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon và cụm đèn gầm đều rất là đẹp rồi quý bạn nhé. Đây là cái phần option của xe, nhưng mà chiếc xe này cụm đèn pha đây ạ còn rất là đẹp, rất là mới đây, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả cho nên là không có xước sát gì luôn các bạn nhé. Cái cụm đèn pha này, từ cụm đèn pha cho đến mặt ca lăng rất là mới này,
logo cũng rất là mới này. Ngày xưa những chiếc xe này có giá là hơn 80.000 đô cho nên rất là đắt tiền các bạn ạ, nên hay bị mất logo. Những chiếc xe này mua từ ngày xưa đều phải bắn bảo vệ những cái logo mới chữ này đấy, để chống cãi trộm. Mặt ca lăng rất là mới luôn các bạn nhá. Gưa cái cụm đèn pha đây, thưa với các bạn, cụm đèn pha là bi xe nông này, rất là mới, chưa có bị xước sát gì cả này. Đấy. Phía bên dưới của cụm đèn pha này là cái cụm đèn gầm, cũng còn rất đẹp đây. Cụm đèn gầm hay là lưới tản nhiệt đấy ạ. Lưới tản nhiệt cũng còn rất mới luôn các bạn nhá. Đấy là cái cụm đèn gầm. Đấy. Và gương chiếu hậu thì cũng đã được là gương gập điện này. Gương chiếu hậu gập điện và có cả sấy gương các bạn nhá. Đấy, sấy gương này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đấy ạ. Đấy. Tay nắm cửa mạ chrome này, rất là đẹp này. Và nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì quý bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao này, và phía bên dưới là cái cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới quý bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nên không có xước sát gì cả này. Cụm đèn hậu rất là mới này. Toàn bộ về những cái phần chữ này, logo này cũng còn rất là mới này, và đã được bắn bảo vệ đây. Từ ngày xưa là hay bắn bảo vệ này, chống mất trộm này. Và ở cái phiên bản này là phiên bản AVD các bạn nhé, tức là số tự động hai cầu của AVD, tức là chạy bằng 4 bánh toàn thời gian. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Cụm đèn hậu này rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nên không có xước sát gì cả các bạn nhé. Và nhìn đằng sau đây thì quý bạn thấy được là chủ xe đã lắp thêm cảm biến lùi. Nguyên bản của chiếc xe này chỉ có camera lùi thôi quý bạn nhé. Đấy, camera lùi, nhưng chủ xe đã lắp thêm cảm biến lùi các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn cho một chiếc xe Toyota Venza nhập Mỹ 2009 quý vị bạn nhé. Và bên ngoài thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa ra để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe quý vị bạn nhé. Mời quý vị các bạn, chúng ta cùng mở cánh cửa phía trước bên lái quý vị bạn nhé. Cánh cửa phía trước bên lái này, toàn bộ từ những cái phần keo chỉ bên trên này, nó nhỏ tăm li ti này, cho đến những cái phần keo chỉ phía bên dưới này, đều rất đẹp luôn quý vị bạn này. Đấy, keo chỉ này còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đến ốc bản lề cánh cửa đấy, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên này. Và táp bi cánh cửa thì rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Táp bi này rất là mới, rất là đẹp, được kết hợp giữa da cao cấp này, đến những cái phần nhựa này đều là màu kem và phối hợp với vân gỗ quý vị bạn nhé. Vân gỗ này rất là đẹp luôn ạ. Đấy, rất đẹp, và chiếc xe này còn rất là mới đấy ạ. Từ táp bi cánh cửa đều rất là mới. Và xe này ở cái phiên bản đủ đã được trang bị là hệ thống âm thanh cao cấp loa JBL các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này, mở cốp này. Đấy, cốp sau bằng là cốp điện các bạn nhé. Toàn bộ từ vô lăng, cần số đều rất nguyên bản và rất là đẹp. Xe đã được trang bị nội thất da cao cấp màu kem. Đấy, màu kem, và ghế lái, ghế phụ đều chỉnh điện các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây, thưa với quý vị bạn. Chiếc xe được sản xuất tại Mỹ ạ, Made in USA. Đấy. Và sản xuất tháng 7 năm 2009 nhé quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ về những cái phần ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa này đều rất mới, rất đẹp quý bạn ạ. Đấy, và phiên bản này thì là phiên bản đủ, xe đã được trang bị cửa sổ nóc đằng trước này, cửa sổ panorama đằng sau này. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy là cái phần keo chỉ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ này, ốc bản lề còn nguyên này, ốc bản lề cánh cửa phía sau còn nguyên này. Đấy, và táp bi cánh cửa phía sau, táp bi cánh cửa phía sau cũng rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất rất đẹp luôn. Đấy, từ những cái phần sàn này đều rất là mới quý bạn này. Sàn này, nỉ sàn rất mới, rất là sạch. Bởi vì với những chiếc xe Toyota Venza, có thể nói là cái dòng cao cấp của Toyota rồi. Venza là cái dòng cao cấp của Toyota, cho nên là chủ xe đi rất là giữ gìn quý bạn nhé, cho rất là đẹp đấy. Với những năm 2009, 2010 có giá là trên 80.000 đô rồi, chưa đăng ký, cho nên là rất đẹp quý bạn nhé. Chủ xe đi phải giữ gìn ạ. Đấy, những cái năm 2008, 2009 mà mua được chiếc xe Toyota Venza này là đã là quá là nhiều tiền quý bạn ạ. Đấy. Và tất cả với những dòng xe Mỹ đều được dập hết số VIN quý bạn nhé, dập hết số VIN để nếu như mà có bị đâm đụng hay va chạm, có làm lại thì sơn lại là nó sẽ có dấu vết này, hoặc là mất tem. Đấy. Tất cả các chi tiết đều có tem quý bạn nhé. Trên cánh cửa này hay là cốp này đều có tem hết của xem, riêng xe Mỹ là đều dập tem hết ạ.
Và ở cái phiên bản Venza thì Toyota cũng đã trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau, bởi vì hàng ghế ngồi phía sau rất là rộng quý bạn nhé. Có thể nói đây là mẫu xe 5 chỗ rộng nhất trong phân khúc đây quý bạn ạ. Đấy, Toyota Venza có thể được nói là rộng nhất trong những phân khúc những xe 5 chỗ quý bạn ạ. Đấy. Và tiếp theo tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe và tôi sẽ bấm start top lên cho quý vị bạn xem về cái phần điện của chiếc xe quý bạn nhé, xem về cái phần đồng hồ. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe đã lăn bánh được 62.000 mai, tức là 6.200 dặm đấy các bạn nhé. Tính ra km thì cũng phải là 10 vạn rồi, nhưng chiếc xe này tính bằng dặm, với những chiếc xe Mỹ là toàn tính bằng dặm các bạn nhé. Đấy, và vô lăng thì rất là đẹp đây, thưa với quý vị các bạn, với 62.000 dặm, vô lăng thì được trang bị là vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, kiểm soát hành trình cruise control đấy ạ, hay còn gọi là ga tự động các bạn nhé. Khóa thông minh, đề nổ start top này, và điều hòa tự động hai vùng độc lập này, sấy ghế này các bạn nhé, ghế điện và sấy ghế đấy, kết hợp giữa cái vân gỗ và những cái da và nhựa này, cho nên là trang nhìn về cái phần táp lô của chiếc xe Venza này rất là đẹp, rất là sang quý bạn nhé. Gương chiếu hậu là chống chói quý bạn này. Đấy, gương chiếu hậu chống chói nhé, toàn bộ về những cái phần nhựa này, phần nỉ này đều rất là đẹp. Và đặc biệt ở những chiếc xe Toyota Venza thì được trang bị là những chiếc xe nhập Mỹ nói chung và Venza nói riêng thì đều được trang bị túi khí rất là nhiều này. Túi khí có thể nói là quanh xe quý bạn nhé, 9 túi khí cơ ạ. Đấy, với những chiếc xe nhập Mỹ nói chung và những chiếc xe Toyota nói riêng này thì là túi khí đến tận đằng sau luôn, gọi là túi khí quanh xe. Đấy, quý bạn nhé. Cho nên là độ an toàn của những chiếc xe Mỹ bao giờ cũng được đứng lên hàng đầu quý bạn ạ. Đấy. Cảnh báo áp suất lốp cũng có luôn quý bạn nhé. Đấy, những chiếc xe Mỹ thì kể cả Camry cũng đã có cảnh báo áp suất lốp rồi quý bạn ạ. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Ở cái phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị là cốp điện quý bạn này. Có thể mở cốp này. Đấy, tôi sẽ mở cái cốp này lên cho quý vị các bạn xem về cái cốp sau quý bạn nhé. Cốp sau đã được cái cốp điện rồi. Và đây là cái phần ốc cốp sau còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, từ ốc cốp sau đến keo chỉ cốp sau, cao su này còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2009. Tính ra là đã 13 năm sử dụng rồi mà còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, cốp điện đây quý bạn nhá. Keo chỉ là còn nguyên hết nhá. Đến cái tem số vin cũng còn nguyên hết này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Và nội thất ở cái cốp sau này cũng còn rất là mới này. Đấy, nội thất cốp sau rất là mới luôn quý bạn nhá. Đẹp từng chi tiết một đấy ạ. Tất cả những cái chi tiết từ da này cho đến những cái phần nỉ này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, đến những cái phần trần cũng đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và đặc biệt là cái cốp của những chiếc xe này thì quý bạn thấy đấy ạ, sở hữu kích thước chiều dài, chiều rộng rất là lớn, cho nên là cái phần khoang cốp sau rất là rộng ạ. Đấy, và đặc biệt là chủ xe cũng đã lắp thêm cái tấm cao su này để chống bẩn, chống xước cho cái phần nhựa ở bên dưới ạ. Đấy, phần nhựa bên dưới thì rất là mới đây quý bạn này. Đấy, rất mới luôn quý bạn nhé. Và phía dưới là cái lốp sơ cua, tôi sẽ mở cái lốp sơ cua này lên cho quý bạn xem này. Lốp sơ cua còn mới tinh chưa dùng quý bạn nhé. Lốp sơ cua còn mới tinh đấy ạ, chưa hạ. Và lốp sơ cua, những chiếc xe nhập khẩu thì lốp sơ cua đúng nghĩa là sơ cua, người ta chỉ dùng làm sơ cua thôi, cho nên là họ sản xuất cái lốp sơ cua nhỏ hơn những cái lốp đang bốn lốp còn lại ạ. Đấy, lốp sơ cua nhỏ hơn ạ. Đấy, bây giờ thì tôi lại đóng cái cốp này lại để tôi sẽ giới thiệu tiếp những cái phần còn lại cho quý vị và các bạn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, toàn bộ về những cái phần keo chỉ cánh cửa này còn nguyên này, tem còn nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên, tem còn nguyên, táp bi thì rất là đẹp đây, táp bi rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và toàn bộ về những cái ốc bản lề này cũng còn nguyên bản hết quý bạn ạ. Ốc bản lề còn nguyên này. Đấy, và nội thất đằng sau rất là mới quý bạn nhé. Đấy, hai cửa nóc này, cửa nóc trước, cửa sổ panorama phía sau. Đấy, và nội thất ghế phía sau này đều rất đẹp quý bạn ạ, rất đẹp và rất mới đấy ạ. Nội thất màu kem như này phải giữ gìn thì nó mới đẹp được ạ. Sàn, lót sàn rất đẹp luôn quý bạn nhá. Cái này là cái ở cái ốp ghế, ốp chân ghế đằng trước.
Đây, cái này là cái ở ốp chân ghế đằng trước đây. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái. Cánh cửa phía trước bên lái cũng được chạm tay để mở cửa này. Toàn bộ về những cái phần keo chỉ của cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết này. Keo chỉ nguyên bản này, tem còn này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Đấy, đến táp bi cánh cửa đây ạ. Táp bi cánh cửa đều rất là mới đây, rất đẹp luôn, nhìn từ táp bi cho đến táp lô đều rất đẹp, rất mới quý bạn nhé. Vô lăng, cần số này đều rất là đẹp ạ, vì chiếc xe này lăn bánh có hơn 6 vạn mai thôi. Đấy, và những cái phần yên ngựa này rất là mới ạ, và kết hợp giữa cái phần vân gỗ này đều rất đẹp quý bạn nhé. Xe được trang bị option từ điều hòa tự động hai vùng độc lập này, sấy ghế này quý bạn nhé, hàng ghế trước được sấy ghế quý bạn này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Cửa sổ nóc này, toàn bộ về những cái phần nỉ trần này đến những cái phần nhựa này, đấy, đều rất mới quý bạn ạ. Đấy, rất mới luôn nhé. Ghế bên phụ quý bạn thấy đây ạ, ghế bên phụ này cũng được là chỉnh điện này, và da này rất mới luôn. Ghế bên phụ này ít người ngồi cho nên là còn rất mới. Ốc bản lề cánh cửa phía sau, đấy, đây là cái ốc bản lề cánh cửa phía sau quý bạn nhé, đều rất là đẹp luôn. Ở cái phiên bản này thì Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Venza này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi quý bạn nhé. Động cơ xăng đua VVTi với dung tích 2.7 lít kết hợp với hộp số tự động và hệ dẫn động là AVKD 4 bánh toàn thời gian quý bạn nhé. Và về cái động cơ này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, nguyên bản ạ, nguyên bản từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy, đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý bạn nhé. Động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, đấy, cho nên là nhìn rất là mới quý vị các bạn ạ. Toàn bộ những chi tiết ở trong cái khối khoang động cơ này đều rất là mới, rất là sạch và rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và nhìn vào cái phần động cơ này thì quý vị các bạn đoán được luôn và biết được luôn chắc chắn một điều là chiếc xe này chạy ít, và thứ hai là chiếc xe này chủ xe không chạy ở cung đường dài. Nếu như chạy ở cung đường dài ấy, là cái máy nó rất là thâm quý vị bạn ạ. Chạy nhiều và chạy ở cung đường dài thì máy nó sẽ bị thâm, bởi vì nó chịu ở cái nhiệt độ cao thường xuyên và chịu ở cái nhiệt độ cao lâu, cho nên là nó sẽ xỉn và nó sẽ thâm. Còn với cái động cơ này nó còn sáng, còn mới như thế này thì chứng tỏ là chiếc xe này chạy ít và chạy ở những cung đường ngắn. Đấy, tức là chỉ chạy loanh quanh trong phố, không chạy ở đường dài. Nếu chạy đường dài là máy thâm quý bạn nhé. Đấy, và động cơ này là động cơ đua VVTi nạp xả thông minh, tiết kiệm nhiên liệu quý bạn ạ. Đấy. Và cái phần keo chỉ của cabo, thưa với quý vị và các bạn, những phần keo chỉ của cabo này cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn này. Toàn bộ những cái phần keo chỉ cho và những cái phần tem, đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì đâu, cho nên là còn nguyên bản hết này. Đấy, đến những cái tem số vin này, Toyota này, tất cả những cái tem ở trên cái cabo này là còn nguyên bản hết các bạn nhé. Chưa có bị cái tem nào mất, cho nên là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì ở cái phần đầu này đâu. Đấy, toàn bộ về phần đầu, phần sau và các cánh cửa đều còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất và phần động cơ của chiếc xe Toyota Venza 2.7 2009 nhập Mỹ ạ. Và chắc chắn một điều là nhiều người lại quan tâm nữa là cái phần gầm. Phần gầm của chiếc xe Venza này nó cũng cao, cho nên là tôi có thể quay được cho quý bạn xem về cái phần gầm quý bạn nhé. Đấy, phần gầm đây ạ, rất là đẹp luôn ạ, rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, phần gầm. Đấy, ở cái phần gầm của chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, tôi sẽ quay cái nào mà tôi quay được thì tôi sẽ quay cho quý bạn, còn những chiếc xe mà thấp quá thì tôi không quay được thì quý bạn hết sức thông cảm nhé. Đấy, những phần gầm đây ạ. Đây là những cái phần ống bô này, rất là mới luôn quý bạn nhé. Ở cái phiên bản 2.7 này thì xe được trang bị là một ống bô thôi, 3.5 mới được hai ống bô, và về phần gầm rất mới, rất là đẹp đây quý bạn này. Xe được lăn bánh bằng AVKD, tức là 4 bánh toàn thời gian, cho nên là xe có cả trục cân đăng đây các bạn nhé. Đấy,
rất là đẹp luôn này, rất là mới luôn quý vị bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, tôi cũng đã quay cho quý vị và các bạn toàn bộ về phần nội thất, ngoại thất, động cơ và kể cả là phần gầm của chiếc xe Venza 2.7 2009 nhập Mỹ, tên tư nhân, biển Hà Nội này quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 590 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza phiên bản 2.7 nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.